ngày 5 tháng 3, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố và trao quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với 25 hạ sĩ quan nghỉa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an Nhân dân năm 2024. Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an giao chỉ tiêu cho Công an tỉnh Bến Tre chuyển sang chế độ chuyên nghiệp là 25 chỉ tiêu. Trên cơ sở tính điểm xét tuyển chuyên nghiệp và đối chiếu với các điều kiện tiêu chuẩn theo thông tư của Bộ Công an, Hội đồng xét chuyển chuyên nghiệp của Công an tỉnh đã họp, thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với 25 trên 105 chiến sĩ nghĩa vụ đủ điều kiện tiêu chuẩn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Việc xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Giang Ngót, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận quá trình rèn luyện nỗ lực của các chiến sĩ trong thời gian tại ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân tại Công an tỉnh. Đồng thời mong muốn các đồng chí được xét chuyển sang chuyên nghiệp phải tiếp tục cố gắng nỗ lực, không được tự mãn trước những thành quả đạt được. Mỗi chiến sĩ được chuyển chuyên nghiệp phải chấp hành nghiêm quy trình, quy định, chế độ công tác của ngành và điều lệnh Công an Nhân dân. Tuyệt đối tuân thủ sự phân công điều động của cấp trên, tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra.